Ồ. Ai giấu? Đi. Bà. Bà đi đâu? Mua cái quần trắng. Mua quần trắng. Mua luôn. Đi làm gì? That's just only used as an emergency. Mua quần trắng. Uh-oh. You can move. Okay. Separate from that. Okay. Chết luôn. No. Rồi, chết luôn. Ôi giời. Ôi giời. Cái thảm nó có bị thịt dễ sợ. Nè. Transforming again. Ủa. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 lives luôn. Trời ơi, nó lên 32 lives luôn. Cap go 28.5 kilometers. Yes. When he transforms 14 times, he'll become an emperor and right, and then can capture all of this in just 1 second. Vậy là nói tiếng Việt là sao? Kim hả nó đổi 14 lần. Nó become emperor. Wow. Xong rồi làm phép. Chết hết luôn. Úi dồi, nó bắt chết hết luôn. Nó làm phép. Thế là con của bà chết hết luôn hả? Đúng. Úi dồi. Khi mà nó transform tới 105 lives. Úi dồi, transform tiếng Việt là gì nhỉ? Đổi hướng. Đổi. À, nó thay đổi. Nó thay đổi. À, nó thay đổi. Từ yếu sang khỏe. Khỏe dần. Khi mà nó land on một cái blue square. Wow. Bây giờ nó sao rồi? Blue square rồi à? Chết. Và trốn. Rồi đi. Ôi trời. Xíu thôi. Ôi, xíu.